Chiều ngày 31 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi làm việc với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước nhằm tập trung tháo gỡ vướng mắc ở một số nhiệm vụ chính mà đơn vị này đang thực hiện như tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Chính thức hoạt động từ tháng 8 năm 2006, tính đến nay, SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 933 doanh nghiệp, giá trị vốn nhà nước là 7.450 tỷ đồng. Một trong những nhiệm vụ chính Tổng công ty SCIC đang thực hiện là tái cơ cấu, bán phần vốn sở hữu nhà nước tại những doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ cổ phần. Hiện tại, tổng số doanh nghiệp đã thực hiện bán thành công phần vốn sở hữu nhà nước tại 499 doanh nghiệp, trong đó bán hết tại 455 doanh nghiệp, bán bớt tại 44 doanh nghiệp, thu về cho nhà nước 2.585 tỷ đồng. Theo tính toán, tổng số tiền bán vốn đã thu về và dự kiến thu về đến năm 2012 đạt khoảng 7.800 tỷ đồng. SCIC sẽ sử dụng số tiền này đầu tư vào các dự án trong các ngành lĩnh vực then chốt, các dự án lớn quan trọng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đầu tư linh hoạt để tăng trưởng nguồn vốn nhà nước. Tại phiên họp, ông Lại Văn Đạo, Tổng Giám đốc SCIC cũng chỉ ra một số vướng mắc khiến quá trình thoái vốn còn gặp khó khăn như nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thua lỗ kéo dài, tình hình tài chính xấu, nợ công lớn nên không hấp dẫn nhà đầu tư. Về vấn đề trên, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho rằng những vướng mắc còn tồn tại chủ yếu do quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp còn gặp khó khăn. Vì vậy, đòi hỏi sự chung sức, kiên trì bền bỉ để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Phó Thủ tướng đánh giá cao những thành quả đạt được của SCIC trong những năm qua, đồng thời đề nghị SCIC cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, tiếp nhận quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hạn chế bán bớt, đẩy mạnh bán hết vốn tại các doanh nghiệp mà nhà nước không nắm giữ. SCIC cũng cần giữ vai trò chủ đạo trong thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Cũng theo Phó Thủ tướng, lĩnh vực trọng tâm trong đầu tư vốn của SCIC cần hướng tới các nhóm cơ bản như hỗ trợ sự phát triển của hạ tầng kinh tế, đầu tư vào những ngành nghề sinh lợi và vào các tập đoàn tổng công ty quan trọng mà nhà nước cần nắm giữ lâu dài.